Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng và mỹ nữ Điềm Tải Tiểu. Trận đầu tiên này thì Điềm Tải Tiểu cầm đỏ đi tiên, còn Trịnh Duy Đồng cầm đen đấu hậu. Trận đánh này diễn ra ngày hôm qua, mời các bạn thưởng thức.
将军。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 Chơi đến đây thì Điềm Tỏi Tiểu đã buông cờ nhận thua, mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Điềm Tỏi Tiểu cầm đen đi hậu, Trịnh Duy Đồng cầm đỏ đi tiên, mời bạn thưởng thức.
将军。
Xin Chang Jun. 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 Hết đường chiếu liên hoàn. Chơi đến đây, thời điểm tài tiểu đã buông cầu nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.